Các bạn có nhìn thấy đây là thùng quyên góp của team ban somehot.vn, thì với nội dung là sẽ sang hơi ấm ấm động tình người, thì với cái thùng tiền này là sẽ đóng góp của tất cả thành viên tham gia team, thì mỗi người có thì đồng hợp đồng cũng thử góp được bao nhiêu thì góp, còn có đặt thông tin về các hợp đồng, các số tiền mà lên team kiếm được sẽ trích 5% vào những cái số tiền mà team kiếm được. Thì hôm nay tụi con đến đây có một phần quà nho nhỏ tặng cho bà. Nè, bà cho quà. Tức là bà thường ngày là bà đi lượm ve chai, bà sống một mình với là một người con, mà người con không có khả năng không lo cho bà được, rất là khổ. Nên bản thân bà là phải đi lượm ve chai rồi phải lo mưu sinh cuộc sống bằng cái nghề ve chai. Thì ai cho quà hay là ai cho cái gì thì bà xài cái đó thôi. Bà năm nay bao nhiêu tuổi? 70. Bà năm nay là 70 tuổi. Thế thì bà lụm với chai một ngày như vậy là bao nhiêu tiền? Rồi. Tay gánh côi, tay ẩm con. Bây giờ đó chả có nồi. Thằng chồng nó cắp 5 triệu ba chị già. Ăn cắp mà hồi trơn màu thân mà. Ăn cắp của bà hả? Ghê. Rai. Người chồng lấy tiền của bà. Rồi bà đâu tiền bà đâu mà có. Bên đôi đây là những cuốn tời. Cái ở đây là ngủ nó mò. Khổ à. Nói ra tội. Bây giờ còn sống còn ở đây không? Hay đi rồi? Nó không nhà không sợ. Vậy nó cũng không nhà không cỡ nhà. Mình có nhà, tôi nhà nó xây cho tôi. Cho nhà nó nước ở, xây nó cho nó... bà. Bà được nhà nước xây cho bà cái căn nhà. Thì chả có nơi mà con cái là không lo cho bà được. Cái vậy đó. Thôi thì bà yên tâm. Giờ tụi con có một chút phần quà nho nhỏ của bà nhà 60 hó. Không có con nơi đâu, con nuôi là nó vậy đó. Thì hôm nay là bên 360 hót không đến đây tặng cho bà một phần quà. Chính giữa bằng mà xấu ra là chết rồi. Thấy là ông tặng. Đây là cái tấm lòng của anh em trong 360 hót gửi cho đến những cái người nghèo, những cái hoàn cảnh khó khăn. Bánh đi nghỉ dụ. Thì thôi chúc bà khỏe mạnh. Bánh đi nghỉ dụ đồng xài cắm bánh cũng phải đây. Thì à, nhận quà nha. Dạ. Rồi. Đây cũng là một cái gia đình mà kính thưa với lại mọi người, kính thưa với mạnh thường quân. Thì hôm nay hội từ thiện sống hôm nay thì 360 hot và cái nhóm cộng đồng trang web 360 hot đến đây
cũng biết hoàn cảnh của gia đình ông Nguyễn Ngọc Trung đã bị bệnh bại liệt nằm từ lâu rồi, mấy năm rồi. Thì bác Bùi Thị Hai thì năm nay cũng là lớn tuổi, cũng không thể nào kiếm ra được lao động. Còn có một người con là Bùi Ngọc Nguyễn Ngọc Tâm thì coi như là đang bị tâm thần nên mà cũng không thể kiếm đâu ra thu nhập hoặc lao động được, nên cũng là khó cho gia đình. Thì hôm nay thay mặt cho 360 hót cũng gửi đến một phần quà cho gia đình để giúp cho gia đình vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống. Xin thay mặt cũng cảm ơn hết mấy cháu nha, cảm ơn hết mấy cháu. Tại sao họ không dùng chiến công như chúng ta đã từng làm chứ? Không một thủ sĩ. Gia đình này thì nói chung là có ba người. Thì một người là đang là Nguyễn Ngọc Trung đang nằm bệnh bại liệt cũng đã mười mấy năm. Thế nếu là thì bây giờ bác Bùi Thị Hai cũng đã lớn tuổi đã già. Còn nữa thì có một người con là bị tâm thần nên là giờ thì không biết ở đâu, đi lang thang. Hôm nay bây giờ cũng gửi cho một phần quà để mong gia đình mà khỏe vượt qua. Anh dễ cậu lâu thêm một chút đi nha, đúng phải tìm cách để cậu ta bị đuổi. Có 5 người đều bị bệnh, người thì bị tâm, hai người thì có những người. Một thằng đi bộ đội về bệnh tâm thần, rồi thằng kia cũng bệnh luôn, nay thằng kia nó đang thì ông cũng đang bị tai biến mạch máu não, còn bạn thân bà đây thì cũng bị bệnh đúng thế là anh cha tôi ăn xong lại qua bản thân bà cũng đã già nên là bị bệnh già rồi, lâu lâu rồi cũng nói chung là hai năm nay rồi đó cũng hơi bị kinh nhẹ nhẹ đang có những cái bệnh gì trẻ bị trẻ cái rớt xuống biết mà tai biến đi bác sĩ liền á, 30 đất mà. Nói chung là gia đình này có 5 người. Thì giờ bản thân bà thì đây cũng đã lớn tuổi. Thì ông này cũng ông này cũng đã lớn tuổi đã nằm mà giờ là bị tai biến mạch máu não từ bữa giờ đang nằm lâu rồi. Năm ngoái. Còn có hai ba người con thì ba người đều bị bệnh tâm thần hết. Thì không biết là bà thì bản thân bà nên là sáng người ta hỗ trợ cho bà là bà bán bánh mì để bà mưu sinh cho trọn gia đình các thành viên. Bán mì dài chục thọt vậy. Hôm nay á thì bên công ty Bê Hôm cũng gọi là có chút cái lòng thành gửi đến gia đình để giúp cho gia đình một phần nào đó an ủi trong cuộc sống. Thì cũng đây là cũng là một tấm lòng của tất cả các nhân viên trong công ty Lê Hôm thì cũng gửi đến một cái phần quà nho nhỏ giúp cho trong gia đình mình được an ổn một phần nào về cuộc sống. Cảm ơn chú và cảm ơn. Thank you.
nữa. Mua nha. Dạ. Bà đây đỡ hơn cái cụ sáng ngủ quá. Thì đây là cái nhà mà Mạnh Thường Quân cho bà mượn đất để ở. Chứ bà cũng không có nhà cửa gì hết. Bà sống một mình cũng không có con cháu. Cuộc sống của bà thì rất là cực. Thì bà thì năm nay thì cũng đã 87, bà có nhiều cái căn bệnh lắm. Nói chung là cũng khoảng 6-7 cái căn bệnh ở trong người. Nhưng mà bà muốn bà nè. Có chừng bà mở cửa sổ. Dạ, mở giùm cho bà. À, bữa giờ bà khỏe không bà? Khỏe không? Dạ. Bà đi gấp ra nó mệt vậy đó. Dạ. Đi từ từ đó. Dạ. Rồi có bữa giờ có ai đến thăm bà giúp đỡ bà gì không? Có. Dạ. Cho bà cho lâu rồi. Dạ. Mới. Dạ được rồi. Đi. Dạ bà kể tụi con, bà cứ ngồi đi ạ. Rồi hàng ngày bà mưu sinh bằng cái gì? Thì nấu cơm ăn. Cơm ăn nhưng mà tiền ở đâu mình có mua? Phường cho. Phường cho, một tháng phường cho bao nhiêu? 600. 600. À, một tháng thì bên phường hỗ trợ cho 600 để cho bà ăn dưỡng tuổi già. Ăn mỗi ngày. Nói chung là 600 này thì cũng chỉ đủ mua gạo, mua đồ thôi chứ cũng không có những cái thức ăn khác kèm. Nhưng mà bà thì cũng lớn tuổi nên là bà cũng sống tằn tiện lại. Ăn ít thôi. Dạ. Thấy bà ở cũng hơi mệt. Mệt, đi ép đi mệt. Dạ. Thì nói chung là hôm nay thì tụi con cũng đến thăm bà. Rồi hỗ trợ xem giúp đỡ cho bà phần nào cuộc sống. Thì hôm nay thì cái nhóm sinh viên khởi nghiệp được sự tài trợ của công ty Behome. Cũng có một cái phần quà nhỏ nhỏ giúp cho bà để ổn định được nha. Bà cảm ơn các cháu. Về nói bà hay, cảm ơn hết tất cả.